Chào mừng các em đã quay trở lại với môn học online giáo dục công dân 8. Tiết trước chúng ta đã được biết thế nào là giữ chữ tín và ý nghĩa của giữ chữ tín trong cuộc sống là gì rồi. Như chúng ta đã được biết, giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin lẫn nhau. Về ý nghĩa của giữ chữ tín là chúng ta sẽ nhận được mọi người tin cậy, tín nhiệm của mọi người. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ dễ dàng đoàn kết và hợp tác với nhau. Vậy thì để biết hôm nay chúng ta học bài gì, cô mời các bạn nghe một bài hát sau. Sau khi nghe xong, bạn nào có thể cho cô biết bài hát trên nói về vấn đề gì? Anh hùng có đảng quang vinh.
sâu khi nghe cái đoạn clip xong. Mấy bạn thấy ngày 9 tháng 11 là ngày pháp luật Việt Nam, chúng ta sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Bài hát trên còn tuyên truyền ngày pháp luật. Vậy để hiểu về kỷ luật là gì và pháp luật là gì, cô và các bạn cùng đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Với bài học này, chúng ta sẽ học ở chủ đề bài số 5 và bài số 21 tích hợp lại. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu trong 4 tiết. Tiết đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những phần sau. Ở tiết này, về nội dung bài học của chúng ta sẽ gồm: phần thứ nhất đó là đặt vấn đề. Phần thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài học. Ở phần nội dung bài học, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là pháp luật là gì, đặc điểm của pháp luật, và cuối cùng là kỷ luật là gì. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó là một la mã đặt vấn đề. Ở phần một la mã thì nội dung chương trình học tập có thay đổi. Vì vậy, các bạn sẽ tự đọc trong sách giáo khoa ở phần này. Qua phần đặt vấn đề, các bạn thấy pháp luật và kỷ luật thể hiện những cách cư xử quy định chung của xã hội. Vậy pháp luật là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở phần 2 la mã nội dung bài học. Vậy để hiểu rõ hơn pháp luật là gì, cô mời các bạn xem một cái đoạn clip sau đây. Vừa rồi chúng ta vừa quan sát một cái đoạn clip nhỏ về ghi hình một số các bạn học sinh khi tham gia lưu thông không thực hiện đúng luật an toàn giao thông đường bộ. Ví dụ như vượt đèn đỏ, đi xe dàn hàng ngang và đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tất cả những biểu hiện trên không đúng với luật an toàn giao thông đường bộ, vì những điều đó
có thể xảy ra khi chúng ta vi phạm an toàn giao thông. Ta có thể thấy những người đó bị xử lý vi phạm hành chính bởi cảnh sát giao thông với những vi phạm của mình. Và điều đáng nói rõ hơn nữa là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, có thể là gây ra tai nạn giao thông, mang lại rất là nhiều tai hại cho bản thân mình và cho người khác. Như vậy, chúng ta thấy khi mà chúng ta không thực hiện tốt pháp luật, chúng ta có những hành vi sai phạm, không nói đến việc xử lý của pháp luật, chúng ta có thể chuốc lấy những điều tai hại cho bản thân mình. Như vậy, pháp luật đưa ra để làm gì? Cô và các bạn cùng chuyển sang phần tiếp theo. Như vậy, pháp luật đưa ra là nhằm mục đích là để cho mọi người có những quy tắc xử sự chung nhằm mang lại lợi ích cho mình và cho mọi người. Các bạn thấy, khi mà chúng ta vi phạm luật an toàn giao thông thì chúng ta sẽ bị thổi phạt bởi cảnh sát giao thông sử dụng quân phục của cảnh sát. Bởi vì quân phục của cảnh sát thì đại diện cho quyền lực của nhà nước, do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Ở đây chúng ta có thể hiểu thêm về biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế là như thế nào. Cô sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Khi chúng ta vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ và chúng ta đang điều khiển phương tiện giao thông thì cảnh sát giao thông sẽ thổi chúng ta vào, thì điều đầu tiên cảnh sát sẽ nói cho chúng ta biết là chúng ta vừa vi phạm điều gì của luật an toàn giao thông, và biện pháp chỉ ra cái sai của chúng ta biết và sửa chữa. Đây gọi là biện pháp giáo dục. Khi cảnh sát chỉ ra cái sai rồi mà mình không chấp nhận, là bước thứ hai sẽ là phân tích vấn đề một cách cụ thể cho mình hiểu. Khi thuyết phục xong rồi, mình chấp nhận rồi, thì sẽ thực hiện bằng các biện pháp xử lý như là lập biên bản, phạt hành chính, tịch thu xe chẳng hạn. Biện pháp đó gọi là biện pháp cưỡng chế. Trong ba biện pháp này, chúng ta thấy rõ ràng một điều: biện pháp cưỡng chế là biện pháp tối ưu và đặc trưng của pháp luật. Bởi vì biện pháp giáo dục và thuyết phục thì chúng ta thấy tồn tại trong rất nhiều các phương diện khác nhau. Ví dụ, khi chúng ta làm gì đó mà không đúng tại trường thì thầy cô sẽ giáo dục và thuyết phục, chứ không có biện pháp cưỡng chế như là pháp luật quy định. Sau đây thì cô sẽ cho các bạn xem ví dụ về một số luật pháp ở Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là Bộ Luật Lao Động, Bộ Luật An Ninh Mạng, Luật Giáo Dục, hoặc là Bộ Luật Hình Sự năm 2015, Luật Du Lịch,
bộ luật tố tụng hình sự, luật thi hành tạm giữ và tạm giam, luật trợ giúp pháp lý và cuối cùng là luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Về đặc điểm của pháp luật, đặc điểm của pháp luật sẽ gồm 3 đặc điểm sau. Thứ nhất là tính quy phạm phổ biến. Thứ hai là tính bắt buộc cưỡng chế. Thứ ba là tính xác định chặt chẽ. Trước tiên, chúng ta đi tìm hiểu tính quy phạm phổ biến. Quy phạm có nghĩa là nó có tính khuôn mẫu, là thước đo, chuẩn mực về hành vi. Ví dụ, chúng ta nói đến hành vi trộm cắp, chẳng hạn. Trộm cắp đương nhiên là vi phạm pháp luật. Nhưng mà vi phạm pháp luật gì thì có những chuẩn mực riêng. Ví dụ như, chúng ta nếu mà trộm cấp dưới 2 triệu đồng thì vi phạm pháp luật hành chính, mà trộm cắp trên 2 triệu trở lên sẽ là vi phạm pháp luật hình sự. Tính phổ biến có nghĩa là nó được áp dụng nhiều lần. Một văn bản pháp luật được ra đời không phải chỉ được áp dụng trong một tuần, một tháng hay là một năm, mà nó sẽ được áp dụng xuyên suốt cho đến khi có văn bản mới thay thế đó được áp dụng. Điều tiết giao thông hợp lý, đồng thời ngăn chặn đặc xử lý chấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép. Pháp luật đó là tính quyền. Theo đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, địa bàn, khu vực trọng điểm. Đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy. Đồng thời có phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép, duy trì trật tự kỷ cương trong giao thông đô thị. Đua xe trái phép gia tăng đang là điểm đen trong bức tranh giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã phát hiện và giải tán nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập đua xe, xử lý 31 trường hợp vi phạm dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy. Đồng thời có phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép, duy trì trật tự kỷ cương trong giao thông đô thị. Đua xe trái phép gia tăng đang là điểm đen trong bức tranh giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã phát hiện và giải tán nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập đua xe, xử lý 31 trường hợp vi phạm. Vừa rồi chúng ta xem một cái đoạn clip nói về phòng chống đua xe trái phép của lực lượng cảnh sát giao thông. Như vậy qua cái đoạn clip trên thì ai mà đua xe trái phép thì chúng ta sẽ bị bắt bởi lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động. Ở đây chúng ta thấy thể hiện tính quyền lực và bắt buộc chung ở chỗ đó là khi mà không thực hiện đúng những hành vi mà pháp luật yêu cầu, ví dụ không được đua xe trái phép, không được chống người thi hành công vụ, thì lúc này nhà nước thực hiện bằng việc là bắt buộc chung, bắt người ta phải tuân thủ bằng cách sử dụng quyền lực thông qua các cơ quan chức năng chính thống được cho phép. Như vậy, chúng ta thấy pháp luật có một đặc điểm hết sức là rõ ràng, đó là đại diện cho quyền lực của nhà nước để mỗi công dân phải thực hiện và tuân thủ nhằm tạo ra một sự thống nhất chung, không phụ thuộc vào
bất kỳ sở thích của ai. Về đặc điểm thứ ba chúng ta nhắc đến pháp luật, đó là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Về tính xác định chặt chẽ được thể hiện như sau. Thứ nhất, đó là văn phong diễn đạt. Trong các văn bản quy phạm pháp luật phải có độ chính xác một nghĩa tin tức, là không thể nào là từ đa nghĩa. Có thể hiểu theo nghĩa này, có thể hiểu theo nghĩa khác, nhưng pháp luật là phải một nghĩa. Để tạo ra sự thống nhất và chuyển đạt nội dung, nó phải có tính chính xác và thuần Việt. Thứ hai, cơ quan ban hành văn bản và hiệu lực của văn bản phải được quy định chặt chẽ trong hiến pháp hoặc là luật pháp. Tức là cơ quan nào được phép ban hành rồi hiệu lực của văn bản đó phải được ghi một cách rõ ràng, gọi là tính xác định chặt chẽ. Ta có thể lấy ví dụ về bộ luật hình sự năm 2015 về điều 243 tội hủy hoại rừng ở khoản 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Đó là tái phạm nguy hiểm, cây trồng chưa hành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc kiểu trạng thái rừng có diện tích từ 50.000 m2 đến 100.000 m2 và rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 m2 đến 50.000 m2. Vậy thì các bạn đã biết pháp luật là gì và đặc điểm của pháp luật. Vậy kỷ luật là gì? Cô và các bạn cùng chuyển sang phần tiếp theo. Để hiểu rõ hơn về kỷ luật là gì, chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Kỷ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ. Và bên cạnh đó phải tuân theo quy định của pháp luật. Cô sẽ lấy ví dụ một số về kỷ luật của cơ quan hoặc là đơn vị và tổ chức. Ở trường học thì chúng ta có đưa ra những cái quy định nội quy của học sinh, hoặc là những cái cơ quan hoặc là văn phòng đưa ra những cái yêu cầu là không hút thuốc ở những nơi không cho phép. Đó được gọi là kỷ luật. Về phần dặn dò, chúng ta sẽ chép đầy đủ bài 5 vào tập và sẽ chuẩn bị phần còn lại của bài số 5 và bài số 21. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Mến chúc các em vui vẻ học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.